Lưới ngao cuối cùng mà con phóng sanh cho cô Minh Huệ ngày hôm nay đây ạ. Được cỡ ký không em? Lấy cái rổ ha. Pin sắp hết rồi. Vô. Vô em. Dạ. Chúng sanh quy Phật, không đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp, không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng, không đọa bàn sanh. Hôm nay con xin phóng sanh số cá này. Dạ. Cho cô Minh Huệ ạ. À. Rồi. Cảm ơn cô đã hỗ trợ cái chương trình phóng sanh giải cứu động vật trong tự nhiên của con. Dạ. Để bảo vệ khu rừng ngập mặn. Rồi. Để bảo vệ phát triển đa dạng sinh học trong rừng ngập mặn, chúng ta sẽ giải cứu những cái loài vật này. Tuy thấy nó nhỏ vậy nhưng vai trò nó rất quan trọng. Rồi cảm ơn bạn nha. Tiếp tục xin phóng sanh cho anh Khổng Tường Phát và Bồ Tát Như Ý Cát Tường. Nhưng mà pin sắp hết rồi, chắc có thể không quay được, còn mới có 3%. Dạ. Thì tôi vẫn tiếp tục phóng sanh.